giới thiệu đến quý anh chị và nhà đầu tư một thửa đất 502m, có 200m thổ cư. Về thông số thửa đất thì thửa đất rất là vuông, với các cạnh đều khoảng 20m. Đó, phía trước mặt quý anh chị chính là vị trí thửa đất 502m. Đường ô tô thông tận đất và có hệ thống mương máng rất là rộng. Theo như trong bản đồ sổ thì mương máng này có quy hoạch là 1m2. Đó, nếu mà nhà đầu tư nào và chủ đất muốn mở rộng tuyến đường này thì có thể mở rộng thêm là 1m2 nữa, thì tổng cái chiều rộng của thửa đất nó sẽ rơi vào tầm 7m. Đó, thửa đất 502m này thì tọa lạc tại xã Tiên Phương của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Từ vị trí thửa đất ra quốc lộ 6A chỉ rơi vào tầm 50m. Đó, một thửa đất rất là vuông vắn và có 200m thổ cư. Vị trí thửa đất ra trung tâm Hà Đông chỉ mất 5 phút di chuyển bằng ô tô, và cách ngã tư Sở chỉ khoảng độ chưa đến 20km. Phù hợp với những anh chị hoặc nhà đầu tư nào có thể chung nhau mua để phân lô hoặc xây những nhà ở thương mại, rất là phù hợp. Đó, thửa đất này thì tọa lạc tại một vị trí rất là đắc địa, ngay ở đồi Họa Sĩ của Tiên Phương. Đấy, quý anh chị và nhà đầu tư muốn sở hữu một thửa đất rất là vuông vắn tại thời điểm này mà giá chỉ có hơn 10 triệu một mét vuông thì có thể là liên hệ với em Thành Đất Vendo qua website Bất Động Sản Chương Mỹ, và em Thành sẽ có một video toàn cảnh bằng flycam cho quý anh chị và nhà đầu tư có thể nhìn thấy. Đó là khu công nghiệp Phú Nghĩa rất là gần, bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ cũng rất là gần, và tuyến đường quốc lộ 6, tuyến đường vành đai 4 Lê Văn Lương kéo dài cũng rất là gần. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư đã theo dõi.